mưa rừng kêu tí tách. Các bạn ấy đã có áo mưa và ta tắm mưa. Hello. Ai cũng áo mưa á, chỉ một người không áo mưa. Ba người này là 50-50, ba áo mưa ba không áo mưa. Chúng tôi đang đi dưới mưa giữa rừng già nguyên sinh tại Laan Resort. Các bạn nghe thấy tiếng mưa rừng không? Tích ta tích tắc, tích ta tích tắc. Mưa mỗi ngày mà nặng hạt hơn rồi mọi người ơi, mọi người ơi. Mưa lớn lên đi, ta rất là buồn. Mưa này vắt liều nhanh lắm anh thôi ạ. Ủng bốt coi như mình ướt nó không trơn không liều lên được. Lấy ba đường luôn, làm ba đường luôn đi. Bạn vòng sang bên kia luôn. Rồi dưới một đường nữa. Cái thằng này á là về bạn sẽ đôi cái chai hồ chuối này ra, xong rồi quả chanh hoặc quả tắc á bạn vắt đều rô, xong rồi giã xíu ớt xíu mắm, à ớt với mắm á, với tỏi á, dưới lên là cứ cầm nguyên cái này cắn này ăn này đó. Ăn sống đấy. Và nếu mà cầu kỳ một xíu là bào ra, bào ngâm với lại chanh với lại muối cho nó trắng, xong rồi bắt đầu cũng giã tỏi ớt đường bột ngọt vào, cho mắm vô và trộn lên thêm chút hung là rau thơm vô nữa. Trời ơi, hết say của bà bảy luôn. Hôm nào đi rừng hái được cứ làm như vậy. Mình bào ra mình ngâm thì nó đỡ bị chát hơn, còn ăn trực tiếp nó sẽ có vị chát chát. Ở nơi chốn phô thị bồn hoa làm gì có những không gian như thế này. Yên bình, trong sạch, yên tĩnh. Chiêu. Không. Chết mẹ rồi, không áo mưa. Đi dưới mưa. Lại là em đây. Hello, xin chào cả nhà. Hiện tại trưởng ban tàu chim và trưởng ban media đang đi khảo sát lại đường đua của Laan Mountain 2022. Ngày mai các vận động viên bắt đầu xuất phát thi đấu vòng loại trực tiếp để lấy ra những vận động viên ưu tú và xuất sắc nhất cho ngày chủ nhật. Rồi, mình xin stop để chặt gai nhé. Sao anh Thành ơi? Anh phát biểu cảm nghĩ
về cung đường đua của bên La An. Không đi đường này là phí. Không đi đường này là con trong đời không có chạy MTB. Cũng giống như anh không chạy được xe tải. Đi bộ đó. Biết cung đường. Đúng rồi. MTB nó như thế nào? Từ lúc đi vào đây tới giờ anh có những cung bậc cảm xúc gì và có những sự thứ nhất của anh là trước nhất là anh vượt lên chính mình. Dạ. Thủ tác là thứ nhất. Thứ hai là trải nghiệm rừng nguyên sinh nó như thế nào. Dạ. Rồi cũng rất là tuyệt vời. Dạ. Và lúc nãy đến giờ là nỗi ám ảnh lớn nhất của anh là cái gì? Nỗi ám ảnh lớn nhất của anh là những chú mắt. Có thể ba những người anh có thể chụp anh. Nhưng mà thật sự không có gì hết. Anh em cứ tự tin. Dạ. Cứ chạy. Không có gì cả. Cản trở được mấy anh em đi làm hết. Hay, mạnh mẽ lên. Ok. Mình xin kết thúc video tại đây. Khi nào mình hết thở như cờ hó thì mình coi tiếp nha. Bị lạc giữa rừng tin chuối, cái này dành cho thanh chuối thì hết rồi. Ok. Chuối mà không có bông chuối nào cả, có bông chuối là chiều nay là có món ngon. Cây rễ rừng, bụi rễ rừng là bự rồi. Mấy cái cau rừng nữa kìa. Bụi cau rừng này, đào về trồng cau đẹp luôn. Ở phố thị làm gì có những cái cảnh như thế này. Yên bình, trong lành, mát mẻ. Ôi quả gì nè anh. Quả gì nè. Quả gì mà có lông này mọi người. Quả gì đấy. Giống quả sung luôn nè. À cái vả kìa. Cái vả kìa. Đi hái đi ăn đi. Trái có trời trái kìa. Đâu. Thấy bông nào hả? Mấy bông. Vả này ăn được không? Vả này ăn được không? Không ăn. Kiếm được mấy bông đi bạn. Kiếm được mấy bông. À, cố gắng nha. Úi trời, vằn lạnh bằng nước kìa. Có đang kiếm tới bông. À, tao thấy rồi, tao thấy bông rồi. Úi giời. Hay quá bạn ơi. À, đúng là dân trong nghề ha. Đây là bụi thảo quả này. Ô, oh, bông chuối nè. Bông chuối nè. Nè, bông chuối nè. Bông chuối siêu vip luôn nè. Bông này mới ngon nè. Bông này mới ngon nè. Bịa giúp tớ cái. Bịa giúp tớ cái. Tớ quay. Trời nhớ đây là bông chuối siêu vip nè. Ờ, bông chuối là mới ngon nè. Bông làm bè ở đây mới ngon nè. Đúng rồi, đó. Đây là cách người đồng bào bịa bắp chuối nha các mọi người. Bông này là nửa lít nha. Có mồi rồi chúng mày ơi. Khúc này nhiều chuối ha. Cao á. Cái này ăn được nè. Nãy giờ. Cái này ăn bên trong, lợi bên trong nữa. Hello. Đây là cây thảo quả rừng nha các mọi người. Đó. Đây là cây thảo quả để mình nấu phở này. Mình cứ tưởng là chỉ ngoài Tây Bắc mới có mà ở đây hiện tại là ở Đà Lạt có nha. Hiện tại ở đây rất nhiều nè. Ồ, thảo quả rừng quá kìa. Đó. Không cần phải ra Tây Bắc nha. Ở đây cũng có thảo quả rừng. Đó.